686. Còn những anh em nào đang bay Thái Lan để chiều nay lên Bangkok, anh em đang ở Bangkok thì inbox Liêm nha, chiều Liêm mời anh em uống cà phê và ăn một bữa cơm để giao lưu. Đấy, những anh em nào đang buôn bán hoặc kinh doanh hoặc trồng cây xanh vui vẻ ở bên đó Thái Lan này, cần cây giống hay cần xuất khẩu hay cần như bảo kê, đấy nói thẳng luôn để khi anh em đến thu hoạch không bị cướp, đấy không bị dẫn đến các xung đột, là các anh em cứ inbox tôi. Đấy, tôi là coi như chuyên gia dàn xếp. Đấy, mọi người cứ qua đây, mọi người cứ lên Bangkok này, khi mọi người đụng độ với các người Việt và mọi người đụng độ với các người Thái, đấy mọi người cứ nói Mr. Lim 14k, coi như là mọi người cũng là được người ta là coi như là tôn trọng, và mọi người cũng được người ta là quý, và mọi người cũng là làm ăn rất là dễ. Đấy là mình nói chân thành. Đấy, tại vì bên này thì các anh em thì rất là quý mình. Đấy, tại vì mình cũng giúp đỡ anh em và cũng đem lợi nhuận về cho mọi người rất là nhiều. Đấy, khi mọi người qua đây, mọi người làm ăn gì đó thì mọi người gọi nó Mr. Lim 14k, my friend. Đấy, không biết tiếng Anh thì càng nói là my friend, Mr. Lim 14k. Đấy, lại coi như đó là coi như là biệt danh của tôi. Đấy, bên này người ta hay gọi tôi là Lim 14k. Đấy. Anh qua đó bị cảm nhận chưa? Anh bị cảm thì anh có bị cảm rồi em. Còn nhận thì anh chưa thấy nhận gì cả. Cảm thì anh cũng thường xuyên cảm. Thời tiết thay đổi thất thường cũng hay bị cảm. Nhưng mà nhận thì chưa nhận được gì hết. Chưa ai cho gì hết. Toàn anh cho người ta không? Chả chưa nhận được gì. Đấy. Anh cho người ta, nhưng ai chỉ cho anh là lời cảm ơn. Và coi như là chào tạm biệt. Những anh em nào mới vào thì anh em follow nhau nha, anh em bổ quà sẻ nha. Cảm ơn anh em đã yêu quý. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, anh em nào quý mấy thì coi, và những anh em không yêu quý, anh em có thể là block Liêm hoặc là out. Đấy, đây những anh em nào yêu quý thật sự. Hello em Thanh nha, Thanh biếu to nha, Thanh biến rũ quá. Bữa nào cho sờ biếu cái nha. Ok anh Liêm, cảm nhận anh Liêm nha. Ok, cảm ơn Hùng nha. Đấy, nên Hùng quý mấy anh thì anh rất cảm ơn. Còn nếu mà không quý anh thì thôi. Đấy, còn yêu quý thì follow các bạn. Đấy, còn những anh em nào mà coi như đang về coi như là thể thao thì anh em coi như là quý mấy thì các bạn vào Telegram. Thanh nha, bữa nào cho sờ phát nha, nghe đâu bữa nay mới làm ngực lại, bữa nào cho sờ phát. Bữa nay làm ngực to quá, lòi hết ra ngoài. Bữa nào cho anh Liêm bóp thử cái nha. Hồi xưa đêm nào cũng qua chơi với anh Liêm, đêm nào cũng ngủ lại với anh Liêm, bây giờ coi như là lâu nay là bỏ bê anh Liêm quá, buồn quá Thanh ơi. Giờ đây chắc có thằng nào coi như là ngon hơn rồi, thằng nào coi như là ấp sướng hơn rồi, coi như là bỏ bê anh Liêm quá. Thằng mỏm này mình gặp ngoài đường mình cũng đấm. Ok Phạm Quang Vinh nha, tôi nghe như thế cả trăm lần rồi, nhưng mà tôi đi ngoài đường chưa thằng nào đấm mấy. Nên khi nào bạn cứ gặp tôi, bạn kêu tao là Phạm Quang Vinh đây. Đấy, là coi như là tôi danh dự bạn luôn. Khi đó tôi để cho bạn đấm. Và khi đó mà bạn đấm không được thì cũng là ngày đó, coi như là năm sau chắc chắn là coi như là bạn lấy phần thừa ăn chuối đó. Và năm sau là coi như là cúng chuối cho bạn luôn á. Đây, đừng có cào phím bạn ơi, những người giang hồ thật sự người ta không bao giờ, người ta lên diễn bàn người ta nói tao đấm thằng này đấm thằng nọ hết trơn á, thấy không?
Đấy. Cùng lắm, ức chế quá, chửi câu. Đấy. Không, người ta không có dọa nhau mà đấm đánh đâu bạn ơi. Đấy. Cần cái cư xử và cái cơ may của bạn thôi là người ta biết bạn là như mồm rồi, bạn hiểu không? Đấy, đừng có chém gió bạn ơi. Nhàn đây vợ anh Nhàn xin rồi. Đấy, vợ anh Nhàn có xin lỗi và khóc lóc rất là nhiều nên mình cũng là coi như bỏ qua cho Nhàn rồi. Đấy. Vợ Nhàn Jamie Phương cũng là coi như là vừa rồi có điện khóc mình là tâm sự rồi. Nói thôi Nhàn coi như là anh cũng ở trong tù lâu quá, nhiều khi anh ở ngoài đời anh cũng chưa có ba chạm nhiều ấy nên anh mới bị anh cũng khổ quá ấy. Coi như là bây giờ thì coi như là nhà cửa thì không có ấy ấy, lúc này thì có biết là đi ăn nhậu với anh em này nọ say xỉn thì cho nên mà đời ông giấu chấm hết thì để anh đi sớm ấy. Thôi có gì thì anh em coi như là chiếu cố và anh em bỏ qua cho anh để coi như cho ảnh cái tương tác để coi như ảnh coi như là làm ăn để anh kiếm chén cơm mà ăn qua ngày. Thì thôi chị đại diện gia đình thì cũng xin lỗi em. Thì thôi mình cũng là coi như vì cái đó mình cũng là coi như là coi như là mình thôi mình cũng coi như là anh em biết rồi. Anh cũng vì coi như miếng cơm manh áo thì thôi mình cũng không có nhắc đến nữa làm gì. Đấy. Nên thôi thì đây giờ đi anh em đừng có nhắc lấy anh Nhàn nha. Đấy, để cho anh coi như bây giờ anh cục xóm anh cũng khổ lắm, hàng ngày anh đẩy cái xe nhỏ nhỏ anh đi anh bán chầm thôi, mà bán coi như chầm thì chầm gỗ thôi ấy, để coi như để anh cơm bổ sinh ấy, đổi anh còn có tiền anh làm chai rượu đế với nửa con gà coi như để anh nhậu ấy. Nên thôi anh em mình có gì anh em mình bỏ qua cho anh ấy, cuộc sống anh em biết rồi, đánh kẻ chạy đi chứ có bao giờ đánh người chạy lại bao giờ. Nên thôi gia đình anh đã biết điều và xin lỗi như nhiều rồi, thôi anh em mình coi như là bỏ qua cho anh đấy, em cũng tội anh. Đôi khi anh mới về thì anh nghĩ là cuộc sống mưu sinh thì anh cứ nói như thế thôi chứ không có gì cả đấy. Ở tù lâu quá đôi khi bị ngu người anh em hiểu không? Sao còn chơi đi lùa anh em? Mình lùa ấy không mà mình làm nghề tư vấn đi 6-7 năm rồi bạn nhá, đến năm này năm thứ 7 rồi. Đấy, nếu mà không có chất lượng thì anh em người ta cũng là bây giờ chắc tôi cũng không phải còn được ngồi đây đâu. Đấy, đây là nếu mà bạn quý tôi thì vào chơi nói chuyện, còn không quý thôi bye bye đi trình con nhá. Đấy, anh em mình đều và ngay cả bạn làm việc gì hay những người ta làm việc gì tôi không bao giờ tôi mà phân bua hay không bao giờ tôi phải để ý tới người ta đâu. Đấy, mỗi người một công việc, ai quý mến nhau thì hỗ trợ nhau được hỗ trợ. Đấy, cũng như tôi mọi người đi qua đây kinh doanh buôn bán thôi. Đấy, tôi có được xu nào đâu, nhưng mà đôi khi tôi quý mọi người, tôi dẫn đi tất cả mọi nơi, ai giúp đỡ cho mọi người thì đâu phải cần gì mọi người cho gì hay không cần phải kiếm chác gì đâu. Đấy, bình thường mà tôi mà chỉ mọi người đi kinh doanh là những cái nhà mà buôn sỉ là người ta phải chích phần trăm cho tôi đến suốt đời á, mà tôi không có cần vào những cái đó đâu. Đấy, tôi quý mọi người đều dân Việt Nam mình xa xứ coi như để đi làm ăn mà kinh doanh giúp đỡ được mọi người thì giúp đỡ. Đấy, chứ không phải vào những cái khoản nhỏ đâu mà tôi đi coi như là cần. Đấy, nhiều khi mọi người qua chơi mình còn phải bỏ tiền mà mời mọi người đi ăn uống. Đấy, để cho mọi người như là về kinh doanh buôn bán, chỉ cho mọi người khi mình sống ở những cái xứ mà mình biết được. Đấy, đây anh em nào quý thì anh em kết bạn chia sẻ, đấy follow nhau, đấy, đấy cần về tư vấn đấy thì mọi người cứ inbox, còn anh em nào không quý thì thôi. Hey, cho xuống đi thầy ơi. Hello em Khánh nha, chào Khánh nha, bộ danh quạt sẻ nha Khánh, đẹp trai khoai to nha. Anh Liêm về Campuchia đấu đá với Trung Quốc đi ăn, em dẫn 10 anh em theo anh đi làm, 10 anh em đổ sao lại Trung Quốc em ơi, người ta sống đoàn kết gấp.
không phải như mình ở bên kia. Nói thật sự với anh em nghe, có tiền thì không chơi, không có tiền thì có tiền để chơi, không có tiền là như đằng xa đánh nhau. Nói thật sự với anh em, nói đó là chân thành. Còn người Hoa người ta đoàn kết lắm, người Trung Quốc cũng đoàn kết lắm, bày đàn lắm, ăn to nó lớn mà coi như tụi ăn làm liều. Người Trung Quốc lẫn liều lắm, cái gì cũng dám chơi ấy, dám làm ấy. Còn đôi khi nó thật sự với anh em nghe, như người Việt mình, nó thật sự với anh em nghe xa xứ, coi như toàn lừa nhau là chủ yếu đấy, toàn bịp nhau không. Đôi khi có tiền thì chơi, không có tiền là thôi, còn bịp nhau nữa. Hello Trương Hoàng nha, hello Thanh Tùng nha. Hello Vinh Lê nha, hello Trương Hoàng nha, hello Phương Thế Ngọc nha. Những anh em nào chưa kết bạn Liêm thì anh em kết bạn với Liêm nha. Anh em bổ xin quả sẻ nha, kết bạn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã lúc nào cũng yêu quý. Đấy. Đà Nẵng đây phát triển lắm anh. Đúng rồi em ơi. Đà Nẵng lúc nào cũng là số 1 mà. Phát triển mạnh mà. Đà Nẵng là thiên thời địa lợi đầy đủ mà. Biển có, sông có, núi có, hồ có, cảng có. Đấy, du lịch mạnh, người đẹp có. Không thiếu một thứ gì. Giá cả cũng là phải chăng. Đấy, như mọi người cũng biết rồi, đi đến du lịch thì ở Đà Nẵng mọi người giá cả đó là phải chăng. Người miền Trung không có tính như chặt chém khách du lịch nhiều đâu. Giá cả rất là tốt. Đấy. Ngoài những nhà hàng xa hoa thì giá thành cũng như là mọi nơi, còn khi chúng ta đi ăn uống những cái quán ăn uống lề đường này nọ thì ở Đà Nẵng rất là tốt. Ok Ngọc Cảnh ơi, tôi thằng mỏm thôi Cảnh ơi, nhưng mà khi nào mày đứng trước mặt tao mày nói được câu đó thì mày mới gọi là mày có bản lĩnh mà mày nói. Còn nếu mày cứ bấm vào trên phím này thôi, bố xin ngạ mày. Mày số 1. Đó, khi mà anh em tới Đà Nẵng thì anh em cũng biết rồi. Đấy, buổi sáng chúng ta đi ăn sáng 15, 20 ngàn, 30 ngàn là ít rồi. Đấy. Đấy, tiết kiệm. Ok anh Huy nha, giờ em mua cho anh mấy cái áo nha. Đấy, anh thích hoa hòe đúng không? Mua cho anh mấy cái về tí coi như mặc cho ông mát nha. Em mua cho mấy cái, rẻ mà. Để không? Anh là kiểu thích hoa hòe màu mè bây giờ là để em làm cho ba hai ba cái ấy thì tặng tấy mặt đón xuân. Anh em mình quan trọng gì đâu anh, thằng gì nói em anh em mình mãi anh em mà xóm giềng với nhau từ khi mới đẻ cho đến bây giờ mà có khác gì là ruột thịt đâu. Tiền bạc nó chỉ hơn nhau về con số thôi mà anh. Anh thì anh biết tính em rồi, anh em là bây giờ là cũng hết mình. Hello Tony Nguyễn nha, hello Tuấn em nha, hello Lê Điền nha, hello Trần Mạnh Linh nha. Mọi anh em đã yêu quý thì cho Liêm xin bài cái quả chia sẻ nha. Cảm ơn anh em đã là coi như quý mến. Đấy, cảm ơn anh em đã coi như là follow. Đấy. Để em vào em làm cho anh Huy mấy sợi dây vàng nha. Trong này bán vàng hơi bị chất lượng luôn, vàng Thái. Vàng 10k.
Đấy, nếu mà ở Việt Nam là vàng 10k đó, nhưng mà vàng đấy là gọi là vàng giả thôi. Đấy, còn bên Malaysia mà vàng 14k là coi như là nhất vàng giả. Đấy, thì bên Malaysia người ta chỉ xài vàng 22k và vàng 24k thôi. Đấy, còn lại tất cả mà những hàng mà vàng mà cỡ 14k và 10k là đều là giả hết. Đấy, còn bên Thái thì vàng 10k là chỉ là vàng giả thôi. Đấy, ở bên Thái này mà nếu mà chúng ta mua một mặt cái mặt dây chuyền mà 4-5 triệu là tiền Việt Nam là chúng ta không có được cái giấy đâu, mà khi chúng ta mua rồi là chúng ta sử dụng luôn, chúng ta không có được bán lại đâu. Một cái mặt hôm qua mua hai cái mặt nhỏ xíu xíu đi mà ở trong nó có cái phật nhỏ nhỏ mà ngoài bọc bằng vàng, 5 triệu một cái mặt, mua giùm cho cái bàn ở mình mua ở chùa Phật Vàng á. Đấy, chùa coi như là Quát Sai Mít á, một cái tượng, một cái mặt đeo dây chuyền nhỏ chút xíu thôi. Đấy, 5 triệu. Nhưng mà mua rồi là không có bán lại được. Xài không xài là vứt đi chứ không có bán lại được, mà nó 5 triệu nhỏ xíu xíu. Mỏng lé. Còn có mặt mười mấy triệu, mặt 70-80 triệu nữa. Nhưng mà mua rồi không bán lại được. Bán rồi là bán luôn, không có giấy tờ gì cả.